Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, chụp nhìn anh thật lâu em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba lại gặp anh ở đây. Lần này em chẳng mong có gì mới đâu, chẳng gọi cappuccino hay macchiato. Vậy mà chẳng biết tại sao em lại liếc xem, và rồi em be like wow. Chạm nhau.